Vừa qua, tại ga tàu lửa Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đoàn tàu mang theo 16 bồn khí tự nhiên hóa lỏng LNG đã hoàn thành hành trình dọc theo chiều dài đất nước về tới ga Đông Anh, Hà Nội. Đây là thời điểm Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chính thức xác lập những kỷ lục đầu tiên của ngành công nghiệp khí. Đó là lần đầu tiên tổ chức vận chuyển thành công LNG ra Bắc và là lần đầu tiên vận chuyển bằng đường sắt. Lần đầu tiên vận chuyển LNG trên chặng đường xa lên tới 1.700 km an toàn, đúng tiến độ, đạt đến những tiêu chuẩn quốc tế. Việc vận chuyển LNG bằng đường sắt mở ra tiềm năng cho các hình thức vận tải đa phương thức, kết hợp giữa đường biển, đường bộ và đường sắt, tạo ra một hệ thống cung ứng năng lượng toàn diện, linh hoạt và bền vững. Đây là tiền đề quan trọng để PVGas tiếp tục phát triển các dịch vụ và gói giải pháp mới, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của thị trường. Ở đoàn tàu LNG đầu tiên này, các toa xe chuyên dụng được thiết kế riêng, phù hợp với tuyến đường sắt sẵn có. Ngay khi đoàn tàu LNG cập bến Hà Nội, trong những ngày sau bão Yagi, với nỗ lực khắc phục hậu quả của thiên tai, tái khởi động hoạt động sản xuất công nghiệp và tiêu dùng dân dụng, PVGas vẫn duy trì hoạt động cung cấp các sản phẩm khí ổn định tại khu vực phía Bắc. Tiếp nối mạnh mẽ chuỗi cung ứng LNG đến toàn quốc, đoàn tàu LNG đầu tiên đã mang nguồn khí mới đến đúng thời điểm, đặc biệt hữu ích khi các kho chứa LNG tại miền Bắc chưa được xây dựng. Việc tồn trữ và cung ứng LNG cho khu vực này hiện vẫn là thách thức.